Hello mọi người ơi, như là Lan đã hứa cùng với mọi người, hôm nay Lan sẽ quay video review băng vệ sinh. Nếu mọi người thấy là Ben nó đang ở phòng mình nha, mà Ben cứ đi vòng vòng thôi, nó sẽ hoài luôn á, mọi người sẽ nghe tiếng hơi lạ. Thì ở đây sẽ có hai loại băng đêm, một loại băng hàng ngày Lan sử dụng và nhiều loại băng khác mà Lan để Lan test cho mọi người đó mọi người. Thường thì Lan Anh trước khi có bầu thì Lan Anh sử dụng cốc nguyệt sang, nhưng mà sau khi đẻ xong á, kinh nguyệt Lan có trở lại thì Lan không có xài cốc nguyệt sang được nữa, Lan cũng không biết tại sao. Cho nên là mới có dịp để review băng vệ sinh cho mọi người á. Hello mọi người, Lan Anh đây. Cho nên là mọi người nhớ, tại Lan biết là có nhiều bạn bị dính băng vệ sinh giống Lan Anh, cho nên nếu mà các bạn trai đang coi video này thì hãy coi đến hết để coi là mua cái gì cho bạn nữ mình, ok nha, nếu mà nó có nhờ. Nếu mà người yêu mình có nhờ thì mình cũng biết kiến thức cái này xài đã nè, đó, xịn xịn đó đó, đúng không anh? Trai hư anh không phải dị, nhưng trai tốt anh phải vào với. Chồng mình rất là ngại đi mua băng vệ sinh với mình, nhưng mà có đi mua là được rồi nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ loại mình thích nhất, Laurier Slim Guard. Cái này của tập đoàn Cao. Một cái bịch này á, đây là cái băng vệ sinh mắc nhất là anh từng mua. Một cái bịch bự là 80 mấy ngàn lận á, còn cái bịch nhỏ thì cũng 30 mấy 40 ngàn. Một bịch 8 miếng. Thì nó rất là mỏng, cái này nổi tiếng về cái độ mỏng của nó rất mỏng. Cái này là mặt bông. Lan thì không xài mặt lưới, tại vì mặt lưới xài nó sẽ bị khó chịu ở vùng dưới và nó hay bị nổi mụn lắm á. Đây, mặt bông. Cái này thì nó có nhiều màu lắm, màu xanh đậm hơn, màu xanh Lan Anh là kháng khuẩn. Thì Lan không xài cái gì có cool fresh với lại có mùi hết. Lan không... vậy luôn á. Tại vì Lan không thích ở cái vùng kín mà nó có chất hóa học nhiều quá, mọi người hiểu ý Lan nói không? Đó, đây, nó rất mỏng nha mọi người. Cái này Lan bóc ra rồi thì chắc Lan Anh sẽ vứt đi à? Chứ Lan sao xài lại được đúng không? Nó cũng xài lại được mà, cũng không biết nữa. Đây, nó mỏng như thế này thôi nè. Đó, trời ơi siêu mỏng, và Lan luôn xài có cánh. Cái này là nó 25 cm, để nó hợp với những bạn nào mà có chu kỳ kinh nguyệt nhiều, có một cái lượng kinh nguyệt nhiều như Lan Anh. Cái này á là thấm rất tốt, tuy là nó mỏng mà nó thấm rất là tốt và nó không có gây cho mình bị cảm giác ẩm ướt ở dưới á. Thì Lan sẽ đánh giá dựa trên tiêu chí là mỏng, thứ hai là độ thấm hút, thứ ba là nó có ẩm hay không, và cuối cùng là cái độ kích ứng nhạy cảm với da. Thì cái này là Lan Anh thích nhất luôn á, là tại vì nó rất là hoàn hảo, mỏng, thấm hút rất là tốt và nó không có gây vùng kín của mình bị tổn thương, bị kích ứng. Tiếp theo là một cái loại cũng mắc không kém, đến từ Sofy. Đây là organic, đây là bông, còn một miếng cuối cùng. Đẹp, rất là vintage. Cái này là 23 cm. Thì cái độ dày của nó như thế này. Để Lan so sánh lại cái độ dày của cái này, Lan sẽ so sánh mọi thứ với cái này tại Lan thích cái này nhất. Này, cái này thì thấm hút cũng được thôi, thấm hút tầm 7 điểm trên 10 điểm. Nhưng mà nó rất là êm, nó là bông cô tông, nó là sợi bông tự nhiên á, cho nên là nó không có gây kích ứng cho da, không bao giờ bị rát mông hay là bị khó chịu ở vùng kín hết. Này, cái mặt bông của nó như thế này. Cái này cũng không có mùi luôn. Đó, thì cái ở ngoài của nó không phải là ni lông mà làm bằng bông luôn á mọi người. Nó hạn chế ni lông lắm. Khá là thích. Nhưng mà cái này á, nó bám vào quần lót không tốt. Cái này sẽ là 8 trên 10. Tiếp theo là những năm tháng cấp 3 chưa có tiền lắm á, thì Lan xài Kotex Pro. Chắc là ai cũng xài cái này đúng không? Kiểu hồi đó là quảng cáo Kotex City á. Kotex City, một phong cách trẻ, một phong cách city. Trời ơi, ai cũng xài này hết trơn. Thì cái này là nó như thế này. Nó là 23 cm luôn. Chỉ có cái này 25 thôi. Đây, độ mỏng của nó sẽ như thế này nha. Đó, gấp đôi cái 1mm. Đây là mặt lưới. Mặt lưới thì nó sẽ làm cho mình bị chai mông. Nếu mà da của các bạn mỏng manh như da em bé và da Lan Anh bị ớt thì cái này nó có bao bì hình trái tim nữa nè. Rất là xịn đó, Kotex City mà. Cái độ dày á thì 6 điểm, cái độ thấm hút thì nó 7 điểm, độ kích ứng thì là 9 điểm. Tại vì cái mặt lưới nó ma sát với lại da của mình, nó sẽ làm cho da của mình dễ kích ứng hơn. Thì đối với Kotex Pro á, là nó sẽ thân thiện với lại mọi người hơn. Tại vì cái này, hai cái loại này thì nó sẽ rất là đắt, khá là đắt á. 7 điểm. Upgrade hơn là dầu rich hơn một chút thì có Kotex Lux. Thì Lan thấy là có quảng cáo một cái Kotex mới ra nữa, nhưng mà Lan chưa có mua để xài. Cái Kotex Lux này á là Lan Anh cũng ngựa bà lắm á, nó 12 là Anh mua Lan xài á. Thì nó là mỗi cái miếng băng là nó sẽ có một cái design khác nhau luôn. Và nó là dạng dây rút như này, xịn lắm. Trời ơi, nó đi thiết kế đánh vào sự xinh xắn cute lớp ly của Tin Tin đó mọi người. Thì cái này á được giới thiệu là thiết kế hoa văn ấn tượng, lõi thấm hút 3D rapid dry, thấm hút dịch lỏng và khô thoáng tức thì, có cánh thì giữ băng luôn, cố định nồi nọ các thứ. Kotex là của nhãn của tập đoàn Kimberly Clark, thì Lan không biết cái này của nước nào. Ba cái design rất là cá tính. Nói chung là ở trong thì design nó cũng khác nữa. Cái này thì là mặt bông, cái Kotex Pro thì là mặt lưới. Đây, cái này là hai cái miếng của Kotex nha mọi người. Một cái mặt bông, một cái này mặt lưới, còn cái này mặt bông. Thường những bạn nào mà kiểu nhạy cảm thì Lan sẽ khuyên mọi người xài mặt bông hơn. Cái này thì thấm khá là tốt. Cảm giác ở trên, cảm giác thì nó cũng có cảm giác là đang mặc van vệ sinh đó, nhưng mà cái cảm giác của nó tốt hơn là Kotex Pro. Và nó không có làm cho mình bị có mùi á. Những cái mà nãy giờ Lan review á thì cái này á nó làm cho mình có mùi nha mọi người, cái Kotex Pro á. Còn cái Kotex này thì không có bị. Hay là tại vì mặt lưới nó vậy á cho Lan cũng biết cũng rõ nữa. Cái này thì Lan sẽ chấm 8/10. Rồi. Tiếp theo là của Diana, hai miếng của Diana. Một cái là Diana Sensi là cái mà Lan hay dùng ở đại học, còn cái là Diana siêu thấm. Cái này thì đó giờ Lan có ác cảm lắm, Lan không có xài. Này hai cái này là hai cái mỏng nhất. Này Diana là con ác thật tuyệt nè, slogan luôn á. Cái này là mặt lưới, chính vì vậy Lan không thích á. Cái độ thấm hút của nó thì nó ở mức trung bình thôi, nhưng mà cái độ cạ sát, ma sát ở trên da nó rất là khó chịu, nó rất là cứng đó. Mà cái miếng này á, Anh thấy nó ngắn ngắn sao á. Đối với những bạn nào mà kiểu sinh hoạt mà quẩy như Lan Anh á, kiểu rất là năng động á thì xài cái này không hợp đâu. Cái này nó dễ bung lắm. Diana thì là của Nhật, cái L'Oreal hồi nãy cũng của Nhật luôn, 23cm luôn mà sao nó nhỏ như ta. Đó. Cái này thì Lan chấm 6/10. Rồi, Diana Sensi là cái mà Lan dùng lớp 12 á, lớp 12 đại học gì á. Thì nó cũng mỏng, cũng mỗi cái bịch bình thường thì nó 8 miếng, giống như là để cho mình xài 2 ngày vậy á. 2 ngày xong mình hết một bịch. Đó, cho nên là xài băng vệ sinh rất là tốn kém, Lan thích xài cốc Nguyễn Sang hơn. Ở trên là Diana, ở dưới là Laurier nha mọi người. Cái này là mặt bông. Thì Lan nghĩ cái thiết kế mặt bông đó, nó sẽ mắc hơn thiết kế mặt lưới và nó sẽ ít gây kích ứng hơn. Cái này á, thì nó thấm ok nhưng mà nó gây nóng cái vùng kín của mình đó, kiểu nó hầm á. Cái Diana nào nó thấy cũng hầm hết trơn á, và cái độ dáng của nó không có dính lắm. Thì lấy đó Lan ăn hết cái này, Lan sẽ review cho mọi người là mình nên sử dụng cái loại quần nào cho những ngày đèn đỏ để cho nó đỡ ma sát cọ mông khó chịu. Ban đêm thì Lan không có ứng cái nào hết trơn, tại vì ngủ ban đêm rất là khó chịu trong những ngày đèn đỏ. Mọi người công nhận với Lan Anh không? Ban đêm thì Lan dùng của Sofy, tại vì Lan kiểu mua cái nào được thì Lan cũng dùng. Có 29cm là rất dài và rất dày luôn á. Tại vì á kiểu ban đêm là mình phải để cho nó dài á, ngủ dài, cho nên là Sofy thì được một cái là cái miếng này luôn là bằng bông, nó không có phải là ni lông. Đây, cái này là mặt bông luôn và nó cũng có những cái lỗ thấm để thoáng khí. Nó có cái này lên nè, như tả em bé gì á mọi người. tại vì Lan có em bé cho nên Lan biết nó giống thiết kế giống tại em bé để chống tràn á, thấy cũng khá là ok. Nhưng mà cái này á ngủ dậy trời ơi rất khó chịu lắm, nó một ề luôn á, như em bé vậy á. Thì cái này ban đêm thì Lan không thích cái nào hết, tại Lan ghét đèn ngày đèn đỏ và đi ngủ lắm. Và đi ngủ là chỉ muốn sử dụng cốc ngụy sang cho nó dễ thở thôi. Cuối cùng là băng hàng ngày, những cái loại băng nhỏ nhỏ đây thì Lan Anh xài của Laurier luôn. Và cái này thì nó có rất là nhiều màu, màu cam là màu xanh lá cây, nhưng mà Lan Anh thì chỉ xài cái Actifit Quick Try First, tức là nó sẽ làm cho mình thấm hút rất là nhanh và nó không có mùi. Cái Laurier nào cũng không có làm cho mình có mùi hết đó, cho nên Lan nó thích nó mỏng nữa, cũng là mặt bông luôn mọi người. Cái này thì cũng khá là đắt á, nhưng mà nó rất là mỏng, rất là thích. Cái này thì Lan chấm 10 điểm, Lan xài cái này từ lâu lắm rồi, 4-5 năm rồi đó. Đó, những cái này thì Lan sẽ để link Shopee dưới cho mọi người shopping nếu mà mọi người có thích. Những cái tips mà Lan trải qua kỳ đèn đỏ ok nhất đó là giữ cơ thể mình luôn sạch sẽ. Lan sẽ tắm tầm 2 lần một ngày để giữ cơ thể luôn thoáng luôn sạch. Sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để làm sạch vùng kín. Khi bình thường thì Lan không dùng đâu, bởi vì cái độ pH cân bằng của cô bé cần phải ẩm. Nếu mà khô quá thì nó sẽ bị bệnh. Thường thì Lan chỉ sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ 1 lần một ngày thôi, đó chính là khi mà Lan làm xong hết việc đi học, đi làm này nọ, về nhà đi tắm á, đi tắm trước khi đi ngủ thì Lan sẽ sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để ngủ cho nó thoải mái và cho nó sạch sẽ. Thay băng từ 4 đến 5 tiếng một lần để giữ cái vùng kín luôn sạch. Các bạn có thể sử dụng sô-cô-la nóng để làm dịu cái bụng của mình, bởi vì có những bạn gái tới kỳ kinh nguyệt đó là bụng nó sẽ co thắt dữ dội để đẩy những cái dịch kinh nguyệt ra, cơ tử cung nó co thắt, mình sẽ rất là khó chịu, rất là đau bụng. Lan thì bị đau lưng. Cái quần lót thì Lan luôn mặc quần thun lạnh, tức là những cái quần không đường may á. Cái quần không đường may nó sẽ làm cho cái da của mình tiết mồ hôi tốt hơn, nó sẽ thoát mồ hôi ra ngoài và nó không có bị dính. Thì Lan Anh sẽ để một cái đường link mà cái loại quần lót mà Lan Anh kiểu Lan sẽ thấy giá vừa phải và chất lượng nó tốt để Lan Anh recommend mọi người đó. Và cuối video á, thì nếu mà anh edit có nhận làm cái video này á thì Lan Anh sẽ gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều, bởi vì đây là một cái video khá là nhạy cảm. Nhưng mà cảm ơn anh đã làm cái video này cho em và bạn đã đến cho các bạn nha. Rồi, đây là chân dung của các anh edit của mình và YouTube của ảnh ở đây, nhớ follow nha. Video này là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe YouTube channel của Lan nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Bye bye.